Ủa này bà ở đâu tới bán tôi ở đây luôn hả? À, ở khu ngoài thấu người kia đúng không? Dạ. Bán cái này 20 năm luôn rồi hả? Ôi trời ơi. Con ngồi xuống đây cho đang cái gì vậy? Này bán không 6-7 giờ là nghỉ không bà? 7 giờ là hết người là nghỉ. À hết hết. Cứ hết người là nghỉ hả? Trung Quốc nó đứng nhìn không biết cái gì. Ủa cái khu ngồi nhà bà ngồi đó là nghe nói chuẩn bị giải tỏa nó làm khu du lịch luôn không ta? Chưa, còn lâu lắm. Ui. Dự án mà dự án gì qua không ai chịu. Dự án treo mà lên dự án đã đỡ đó. Dự án treo mà đã có bao nhiêu. Dạ. Thơm quá hả? Bên phải 3-4 triệu làm chi? Đất ra làm hồi xưa, đất con rồi. Một mét 3-4 triệu không ạ? 1m 3 triệu giờ nó lấy lại nó bán 1m mấy chục triệu. Ui cái chỗ đó thôi chứ giờ này khu đó khu resort mà đẹp, khu đó đẹp quá, đẹp luôn, cảnh hồ đó quá đẹp. Con ăn mấy nào? Ăn mấy nào? Ri ơi, Ri ơi! Kêu về, kêu về!